Bánh hỏi, tên khác hoa ngọc bút, Lai Châu. Bộ phận dùng: rễ, lá, hoa và nhựa. Tính vị công năng: rễ, gỗ và lá bánh hỏi có vị cay. Tính mát, có độc, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tán kết, hạ huyết áp, tiêu thủng, chỉ thống. Nhựa mủ làm giảm sưng tấy. Công dụng: nước sắc hoặc rượu ngâm với liều 6-9g rễ. Vỏ thân bánh hỏi được dùng chữa cao huyết áp, sốt rét rừng, run, tiêu chảy, tiết lị, đau bụng, ngộ độc, đau tại chỗ, đau mắt, đau răng. Lá và hoa chữa ho và cao huyết áp. Nhựa cây để tẩy run và tẩm tên độc. Ghi chú: các bộ phận của cây bánh hỏi đều có độc, dùng phải thận trọng. Dược Bảo Kỳ Nam, thuốc nam kỳ diệu, xin kính chào quý khách. Bảo Kỳ Nam với tôn chỉ hoạt động bảo tồn và phát huy những cây thuốc, bài thuốc nam có tác dụng kỳ diệu, giúp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người Việt một cách hiệu quả